Hôm nay, đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số ban sở ngành đơn vị trong tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã trao tặng cho nhân dân xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 300 triệu đồng tiền mặt, 5.800 quần áo ấm, 4 tấn gạo, 200 thiết bị lọc nước, 300 chăn lông cừu và hàng nghìn nhu yếu phẩm khác phục vụ ổn định cuộc sống. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi động viên và trao 600 triệu đồng tiền mặt, 25.000 quyển vở, 10 thùng đồ dùng học tập, 20 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm thuốc men cho huyện Cẩm Xuyên. Đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh 200 triệu đồng, 800 đèn pin, gần 800 thùng mì tôm, 300 màn tuyên, 100 thùng lương khô và 4 tấn gạo. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng đoàn đã chia sẻ đồng cảm sâu sắc những khó khăn mất mát thiệt hại mà nhân dân Hà Tĩnh phải gánh chịu do trận bão lũ lịch sử vừa qua gây ra. Mong muốn nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chung sức chung lòng khắc phục thiệt hại sớm để bà con vùng lũ ổn định cuộc sống và khôi phục khó khăn. Trong đợt này, đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên đã thăm tặng quà với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh.